hà kể từ khi khó phương nguyên sau cú quay xe rất gắt của thanh hà khiến truyền thông xôn xao trong chuyện tình cảm thì nay là lúc sản phẩm chính thức của bộ đôi thanh hà phương nguyên trình làng với tên gọi có nhau có cả thế giới đây cũng là tựa đề album online đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh Hà. Trong suốt quá trình gần 30 năm ca hát, Thanh Hà mãi gần đây mới hát nhạc của Phương Nguyên kể từ khi họ quen biết nhau. Sự kết hợp này hẳn nhiên, sự kết hợp này hẳn nhiên còn phải đợi thời gian cho công chúng phản ánh mức độ yêu thích cặp đôi mới trong âm nhạc này. Nhưng với những ai đã theo dõi Thanh Hà thì đã có thể cảm nhận ngay có sự thay đổi mà thí dụ minh họa chính là đêm nhạc cuối tuần qua của, của Hà Uyên ở thành phố Hồ Chí Minh mang tên có nhau có cả thế giới. Đêm nhạc diễn ra chỉ hai ngày trước khi Thanh Hà bay về Mỹ, đánh dấu một chặng đường mới của chị. Kể từ khi có Phương Nguyên, Phương Nguyên kể mình khá căng thẳng ngay trước khi đêm nhạc diễn ra với vai trò nhà sản xuất âm nhạc kiêm biên tập cho Thanh Hà, cựu trường nhóm Ba Con Mèo đã xa lầy vào sự cầu toàn kỹ tính quen thuộc trong công việc. Mình phải tính toán rất kỹ lưỡng việc phân bổ ca khúc cũ mới trong chương trình thành mạch diễn cho kịch bản âm nhạc hẳn hoi phải biết tạo điểm nhấn, sự cao trào và nỗi mong đợi của khán giả để có thể giữ lửa, gợi sự yêu thích, suốt đêm nhạc. Tất cả những sự tính toán chỉ để tôn vinh một giọng hát rừng đang được công chúng yêu mến nhiều hơn nữa. Uyên nói với tôi sau khi đêm diễn kết thúc, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Uyên nói thêm, mà thật vậy, Thanh Hà là một người rất dễ thương. Cô thường chú ý khán giả vừa lên sân khấu mà khán giả cứ yêu cầu bài hít là hát ngay nên nhiều khi có những bài hay cần thiết phải ém lại chờ bùng nổ vào những phần sau của đêm nhạc hà lại chờ lòng hát ngay từ đầu không khó để nhận ra thanh hà đã rất khác những đêm nhạc của mình trước đó kể từ khi có phương nguyên những phần hòa bè phụ họa của phương nguyên đã đem lại sắc thảm mờ cho phần trình diễn những ca khúc quen thuộc của thanh hà sự kết hợp của một tiếng hát cao mạnh mẽ luôn như muốn bùng nổ theo những đốt cao và một giọng hát trầm rất đàn bà như Thanh Hà hòa ra lại cho họ một cặp đôi đẹp từ chất giọng đến sự tương quan về hình ảnh gồ ngộ dễ thương trên sân khấu. Thanh Hà hát hay hơn trong những bản nhạc được phối mới hoàn toàn dù đó là những ca khúc đã hát bao nhiêu năm qua. Điều mà Phương Nguyên đã và đang kỳ công thực hiện để cho Thanh Hà có thể thoải mái làm mới lại trong những sản phẩm âm nhạc thực sự của mình chứ không phải là những băng đĩa chạy xô thu âm cho những đời khác như trước đây. Thanh Hà là một trong những đứa ca sĩ hải ngoại được có tiếng là ăn mặc có gu rất chỉnh chu và chăm chút cho phục trang về ngoài khi biểu diễn nên khi thấy cô bước ra trong bộ đồ mở màn đêm nhạc có nhau có cả thế giới người viết ngưỡng ngợ Hình như mình đã bắt gặp bộ trang phục này từ đâu đó cho đến khi Thanh Hà kể rằng đây là bộ cánh thứ thanh xuân của chị. Hà từng mặc bộ đồ này cách đây đúng 20 năm. Rồi sau này nhiều khi muốn mặc lại nhưng không thể vì cân nặng. Trong đêm nhạc lần này, chị vui vì có thể mặc lại được bộ trang phục cũ và chọn mặc để trình diễn như một cột mốc nhắc nhớ mình trong việc tìm lại vóc dáng xưa. Thanh Hà kể, mình thường khá xinh và gầy vậy mà sau này mình béo phì. Mấy anh em trong ban nhạc thường nên nhắc nhở hoài bao nhiêu người nói tới nói lui rồi vẫn vậy hà cũng tự ý thức được tình trạng của mình thử đủ cách giảm cân nhưng không có hiệu quả làm lúc thành hà bất lực tự thỏa hiệp với cân nặng của mình và thậm chí tự ti về ngoại hình của bản thân bị stress trong bốn năm đó thậm chí không ít lần trước khi lên sân khấu đứng ở cánh gà, thấy khán giả nhìn mình người ca sĩ dày dặn chinh chiến này phải tìm đến sự động viên của đồng nghiệp ngay lúc ấy vì thấy mình trong bề ngoài không được như mong đợi thế rồi chỉ một người nói hà làm được liền đó là sự thật hà kể chuyện này chỉ để mọi người hiểu tình yêu quan trọng với mình như thế nào nếu không có tình yêu hà không hát được đâu thanh hà cười tổng kết lại những ngày tháng cô đã giảm cân kỳ diệu còn phương nguyên tâm sự rất đơn giản và gãy gọn Mong khán giả sẽ quan tâm đến tụi này nhiều hơn trong âm nhạc. Mục đích cuối cùng khi đi chung trong âm nhạc là giúp nhau thăng hòa. Mặc cho sau này thế nào, niềm vui và sự hạnh phúc trong hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Và tụi này đang hạnh phúc vì những gì mình đang có trong âm nhạc. Cặp đôi hiện nay đang bận rộn hơn bao giờ hết. Dự án kỷ niệm 30 năm ca hát của Thanh Hà vào năm sau đã khởi động. Mà người chắc chắn là cực nhất không ai khác là Phương Nguyên, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc, biên tập, thậm chí là hát bè khi cần cho Thanh Hà.